chuyện trai gái đi tìm bạn gái qua các ứng dụng hẹn hò không phải chuyện lạ. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện hài hước xảy ra khiến nam chính không thể nào tưởng tượng được. Người thì gặp phải cô gái sống ảo quá đỗi, nhan sắc khác một trời một vực với ảnh trên mạng, người thì dế phải cô nàng đẹp mặt nhưng xấu nết. Thế nhưng tai nạn như đang ở 9 tầng mây mà rơi bịch xuống đất giống chàng trai này thì đúng là hiếm gặp. Chuyện chắc không của riêng ai. Mình vì ấy quá nên dùng tạm cái tính năng hẹn hò tìm bạn tâm giao cho đông này đỡ cô đơn, cho có người yêu để bằng bạn bằng bè. Và đây là buổi hẹn hò đầu tiên của mình mọi người à. Cô ấy đi chơi với mình từ tối, nhất định chủ động qua nhà đón mình bằng ô tô. Đi uống cà phê thì gọi 5 cốc nước và 2 cái bánh ngọt rồi chủ động đòi thanh toán. Trước đấy bọn mình còn đi ăn mì gà tầng hàng bồ, cũng chỉ ăn 2 bát ớt trần với 1 bát mì 2 đùi thôi. Mà cũng hồn nhiên lắm, cứ gọi đồ thoải mái như đi với một người bạn thân vậy, chẳng câu nệ gì. Mẹ mình nói phụ nữ ăn được ngủ được lại thật thà là dễ nuôi, chu đáo nữa. Tính cô này cũng dễ thương, hợp mình nên mình quyết định mở lời hẹn hò chính thức. Mà người tính không bằng trời tính, thế nào lúc mình nói ra điều mình mong muốn, cô ấy lại bảo thực ra. Em có chồng rồi, em đang cãi nhau với chồng nên lên đây nói chuyện cho vui thôi. Mà nói chuyện với anh lại vui quá nên em mới quyết định đi chơi cùng. Mình hụt hẫng quá, đời còn gì đâu cơ chứ. Hóa ra, cô gái kia là qua đã có chủ, thảo nào mà điều kiện đầy đủ, còn lái xe đến đón chàng trai. Thế nhưng, thanh niên chỉ là người thế chân bất đắc dĩ trong thời gian cô gái giận chồng mà thôi. Có lẽ nam chính hụt hẫng lắm vì tưởng tìm được tri kỷ cả đời nhưng phát hiện ra tất cả chỉ là lừa dối. Dân mạng xôn xao bàn tán, người anh của chàng trai số nhỏ, người động viên anh chàng cố gắng kiên trì cho đến ngày tìm thấy chân ái thực sự. Thôi coi như đen, thua keo này ta bày keo khác, đừng mất niềm tin vào tình yêu đấy nhé, đời con dài mà chàng trai. Ai cũng bị đau lòng vài lần mới tìm được đúng người mà, tài khoản Hoàng Minh nhắn nhủ. Hẹn hò ôm lê ne vốn nhiều rủi ro, qua vụ này thì tỉnh táo lên, tìm hiểu cho kỹ rồi hẳn ngỏ lời. Chúc bạn may mắn lần sau. Một dân mạng khác nhắc nhở.